give up my appetite. Don't leave me here high and dry. Máy chưa, máy chưa? Chưa? Ok, xin chào các bạn đã quay lại với chúng tôi. Thì hôm nay là bên công ty Mộc Event của chúng tôi hiện tại đang set up. Thì các bạn có thấy hay không, ngày hôm nay cực kỳ đông. Không gian chúng tôi rất là đông. Các bạn có thể tưởng tượng được, cảm nhận được. Và nhiều chúng tôi đã được bay lên rồi các bạn nhé. Ok, thì bây giờ chúng tôi sẽ dắt cho các bạn đi xung quanh để các bạn có thể cảm nhận được không gian náo nhiệt như thế nào đó, và tuyệt vời như thế nào. Sao cuộc shop đúng không? Để cuộc shop đó. Rồi ôm bài bịch đèn theo nhanh lên, hồi đánh cuộc shop đi kìa. Ok các bạn, hiện tại giờ các bạn có thể cảm nhận được cái không khí náo nhiệt ở đây, nơi đây như thế nào các bạn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ quay lưu máy từ khung hình từ ở trước ra tới ngoài sau để các bạn cảm nhận được cái không gian náo nhiệt như thế nào trong ngày hôm nay. Ok các bạn hãy cùng theo tôi đó. Đó, các bạn có thể cảm nhận được đây là những con diều rất dễ thương. Đó, các bạn có thể cảm nhận được thấy không? Đó, diều mini. Đó, diều mini các bạn. Đó, đủ loại hình thái luôn. Ok. Đó. Và chúng tôi có những cái tờ giấy được cắt ra và hiện tại là làm những cái hình diều rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn có thể thấy được đây. Đây là những hình thực tế. Xin lỗi, đây là những đồ vật thực tế mà các bạn có thể cảm nhận được như thế nào. Đông rồi, đây là đông rồi. Sau lưng bên đây phải tay trái nè, tay trái nè. Cho 3 chai nước dưới luôn à. Lô 1, 2, 1, 2, vô chưa? Check. Có được rồi, đánh đèn spotlight đi. Ngân sách tổ chức buổi lễ ngày hôm nay là cũng nhờ vào sự ủng hộ của quý vị. Để ban tổ chức chúng tôi có điều kiện trang bị. Nè, Trung ơi, bỏ đi, vô đây phụ huynh nhanh lên, khẩn trương lên. Rất chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã đến ủng hộ những quầy nước đóng chai của chúng tôi. Lại một shop, lại một shop, lại lên. Lại mấy nhiều này, nhanh lên. Nước đóng chai của ban tổ chức. Và các em xin lưu ý quý phụ huynh Kiều đang ở chế độ con ơi. Quý phụ huynh vui lòng cho các kẻ đứng xa con Kiều ra một xíu để Trung ơi, có nghe nói không Trung ơi? Alo. Chế độ con ơi, có điện và dây điện rất nguy hiểm. Vô đây, lại lên, khẩn trương lên, hỗ trợ anh. Chiều và mình chỉ ngắm từ xa thôi à. Vui lòng không đủ không chạm vào những con chiều giúp em. Em xin cảm ơn à. Nón đâu? Vào 16:30 ngày mai tại địa điểm này, Tim Mộc kính mời quý phụ huynh cho các bé đến tham gia tôn màu và vẽ, tôn màu và làm diều cùng với Tim Mộc tại địa điểm ngày hôm nay là lúc 16:30 ạ. Thưa quý phụ huynh, 16:30 ngày 18/4, một event lại tổ chức buổi một lại tổ chức tiếp tục một buổi nữa để cho các cháu thể hiện những tài năng nhí những thiên thần nhỏ đã đến với một event, đã đến với lễ hội ngày hôm nay. Và ngày mai ngày 18/4 là buổi cuối cùng để lễ hội được phân mai chào đón những thiên thần nhỏ của xứ sở Cần Thơ. Hello, xin chào các bạn nha. Đây là một event, xin kính chào các bạn. Và hôm nay là chúng tôi rất là vui các bạn khi mà hiện tại là chúng tôi tổ chức một buổi tiệc event và chúng tôi thả diều. Ngày hôm nay rất là tuyệt vời bạn, trời hôm nay rất là mát luôn, rất là tuyệt vời. Đó, thì bây giờ hiện tại là tôi sẽ dẫn cho các bạn thêm một vòng trước tiên thì các bạn hãy thấy đây là những con diều khu của chúng tôi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ dẫn các bạn qua bên bãi diều nha, để bạn có thể cảm nhận được không gian và cũng như là nó vẻ đẹp nó như thế nào nha các bạn. Ok, chúng ta cùng đi thôi, go go.
Bây giờ chúng ta sẽ đi từ hướng trên. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ hướng trên tại vì số lượng xe quá đông các bạn. Di chuyển các bạn. Ok, bây giờ hiện tại là chúng ta đang đứng cổng chính các bạn. Đây là cổng chính của khu vực làm khu bánh dân gian, và hiện tại là cổng chính để mà hướng vào trong khu hội chợ phía trong. Đó, thì thật sự nói các bạn nghe đó là cực kỳ đẹp, không gian cực kỳ tuyệt vời, và cũng như là rất nhiều gian hàng bày bán rất là nhiều, hiện tại là món ăn cũng như là những vật phẩm ABCD rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn có thể cảm nhận được bãi xe chúng tôi hôm nay là hầu như là kín mít luôn các bạn ạ. Kín mít luôn với khu vực quạt shop của chúng tôi. Ok, bây giờ chúng tôi đã lên diều các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển qua coi những ánh đèn thôi, cũng giữa những con diều thôi. Trung ơi, em đâu rồi? Anh em đi ba người dính theo nhau á, đi ba người dính nhau á. Đi đi đây. Đi khéo khéo lọt hầm nha. Đi à. Ok, rồi đứng. Rồi đứng sau lưng mọc event nè, quay lưng mọc event nè. Đứng sau nè, đây đây. Rồi, rồi, rồi đánh đèn vô, đánh đèn vô. Ok. Và chúng ta đã đến bãi thả diều rồi các bạn ơi. Đây là công ty của chúng tôi. Mọc event với một logo thương hiệu với mang tầm đẳng cấp. Thì chúng tôi xin nói các bạn nghe một điều là chúng tôi chuyên tổ chức những buổi thả diều như thế này đây. Thì ban ngày thì hiện tại là chúng ta có thể cảm nhận được là vẻ đẹp của những con diều ban ngày, nhưng về đêm thì chúng ta sẽ cảm nhận được những vẻ đẹp phải nói là tuyệt vời về đêm các bạn ạ. Đây, đây là những con diều dễ thương và lung linh sắc thái các bạn ơi, các bạn hãy cảm nhận được. Ok. Ấy da, cỏ đầm đầu à. Ủa Trung em đâu rồi Trung? Chụp nha, chụp nha, nhớ chụp nha. Và cũng xin nói thêm cho bạn có thể cảm nhận được đó là hôm nay là một ngày phải nói là rất là tuyệt vời các bạn. Thì chúng tôi tổ chức buổi event này vào ngày là 17, 18, 19 và 20 và cũng như 21. Thì bây giờ tôi sẽ rồi. Vâng, xin chào quay lại với các bạn nha. Thì hiện tại là chúng tôi sẽ đọc sơ qua công ty Mọc Event, chúng tôi sẽ đọc sơ qua về chương trình hoạt động lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 như sau. Thì với thông tin chúng tôi được nắm theo lịch trình đó là ngày 17 tháng 4 năm 2024 là các gian hàng bán bánh ẩm thực đặc sản là hoạt động vào lúc là 8 giờ đến 21 giờ, đó là khu gian hàng. Và tiếp theo đó nữa là hoạt động về trưng bày bánh dân gian và BST thời trang từ bánh là từ 8 giờ đến 21 giờ tại khu trưng bày. Và riêng hoạt động tiếp theo đó là hoạt động khai mạc hội thi bánh dân gian vào lúc là hiện tại là cũng 8 giờ tại sân khấu chính. Và tiếp nữa đó là hoạt động hội thi bánh là lúc 9 giờ đến 11 giờ và chiều là từ 14 giờ đến 16 giờ tại khu hội thi. Và tiếp đó nữa đó là hoạt động trình diễn và cho trải nghiệm làm bánh dân gian vào lúc 9 giờ sáng đến 11 giờ cũng như là từ 17 giờ đến 19 giờ chiều khu trình diễn. Và 19 giờ là 7 giờ là khai mạc lễ hội tại sân khấu chính. Đó là cơ bản của ngày 17. Và chúng ta sẽ qua ngày 18. Hằng 18 là như thế nào đây? Vâng, qua ngày 18 thì chúng ta sẽ làm lễ dân hương dán bánh nhân, dân bánh nhân 7 giờ đến 7 giờ là đền thờ các vua hùng. Và các tiếp theo nữa đó là các gian hàng bán bánh ẩm thực đặc sản 8 giờ đến 21 giờ tại khu dân hàng. Và tiếp theo nữa là trưng bày các loại bánh là bánh dân gian là 8 giờ đến 21 giờ tại khu trưng bày. Trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ 3 mét các bạn ạ. Và lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024 các bạn ạ. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Tại khu hội thi. Và tiếp nữa đó là hoạt động hội thi bánh cũng là 9 giờ đến 11 giờ và chiều là 14 giờ đến 16 giờ tại khu hội thi. Và tiếp đó nữa đó là hoạt động trình diễn cho trải nghiệm làm bánh dân gian 9 giờ đến 11 giờ đến và chiều là từ 17 giờ đến 19 giờ các bạn ạ. Tại khu trình diễn. Và tiếp đó nữa là trình diễn BST thời trang từ bánh là 14 giờ đến 18 giờ tại khu trưng bày các bạn nhé. Ok, thì chúng tôi sẽ cập nhật những hình ảnh này chi tiết. Đây.
lên cho các bạn xem, có thể các bạn cảm nhận được nó như thế nào, ra làm sao và cũng như lịch trình của mình sẽ chi tiết như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại hình ảnh về những con diều của chúng ta ngày hôm nay. Ok, quay lại thôi. Trung ơi, lấy cái đèn pha. Đúng rồi. Gấp cả hai cái đèn lai của mình. Dạ. Trời ơi, cái gì? Em di chuyển qua đây đi. Không, em đứng đi, bỏ máy xuống để đó đi. Có thể lấy đèn pha đánh gì đó. Đúng rồi, lấy hai cái đèn lai mình đánh đây đi. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn. Ok.
máy chúng ta có thể lưu ở đây không ạ? Mời. Lên giới thiệu mấy anh em nè anh hai à. Vâng, và đây là hiện tại là chúng ta có thể cảm nhận được với những cái sức mạnh, phải nói là hiện tại là không còn nói gì hơn nữa. Một event chúng tôi hiện tại là ra năng lực để mà kéo những bàn diều lên phía trên cầu. Những bàn diều rất là đẹp các bạn à, hãy cảm nhận được sức nặng của những em diều như thế nào, và cũng như sức mạnh của một event chúng tôi như thế nào các bạn nhé. Ok. Đó, các bạn có thể cảm nhận được. Đây là sức nóng, đây là cuồng nhiệt, và đây là sự hân hoan của chúng tôi, chúng mang đến niềm vui cho các bạn. Đó. Rất tuyệt vời. Rồi, lên rồi các bạn ơi, đã lên rồi. Với những sự cố gắng và cống hiến thì chúng tôi đã mang bạn diều lên phía, lên cao rồi các bạn ạ. Đó, tuyệt vời các bạn. Đó. Các bạn đã thấy những tôi tại cung cuộn với những năng lực, với những sức mạnh này thì phải tạo lên những cái công trình kỳ vĩ và tạo nên những cái niềm vui và hân hoan đến cho tất cả mọi người. Nó sẽ đã. Để hiện tại là cùng nhiệt thì chúng ta phải hô to hét lớn thôi các bạn ạ. Đó là hiện tại là cái năng lượng để mang đến cái cảm xúc hân hoan nhất cho những người xem, và cũng như là mang đến cái sự ngọt ngào và tuyệt vời và yêu thương và trân trọng nhất. Đó, chúng tôi sử dụng tất cả nguồn năng lượng có thể các bạn. À, để chúng tôi kéo những bàn diều lên cao đó, để cho các bạn có thể thưởng thức được, các bạn có thấy được hay không? Đó, chúng tôi thần kỳ luôn. Rồi, chúng tôi rất đẹp. Vỗ tay em ơi, vỗ tay cả nhà ơi. Rất tuyệt vời, đó là trả lời sự cố gắng và năng nổ của chúng tôi đã mang bàn diều lên cao rồi các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Những cái sợi dây cáp này chịu được độ lực rất là cao. Tại vì khi các bạn diều lên cao thì hiện tại là cái sức nặng và cũng như là sức gió, gió càng tốt thì hiện tại là cái lượng hiện tại là không khí nó sẽ đẩy bạn diều lên cao, càng cao thì nó rất là nặng. Anh ơi, tập trung về bị tất nhâm cảnh diều, anh ơi, nó đang đi dưới nhà nằm ở trên đầu nhà không, anh ơi. Anh em nào cần thấy các bạn có thấy được hay không? Bây giờ mình sẽ nói tưởng tượng cho bạn nghe nha. Đây mình không phải mình nói gì hết, nhưng đó là cái câu chuyện về sự cố gắng bạn. Thì các bạn có thấy là nếu như mà để bạn diều lên cao này, sức gió liền tại là phải rất là tốt bạn. Như bạn thấy không? Không có gió nha. Không có gió nhưng diều vẫn lên các bạn. Không có gió nhưng diều vẫn lên. À.
giờ mấy anh em quá mệt. Và vấn đề hôm nay chúng ta lại quay lại, đó là một điều mà anh đã quay lại với các bạn đây. Và sau lưng chúng tôi là trên thị trường Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu riêng diện của ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Giáo sư Tiến sĩ Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Võ Công Xuân. Xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các sở văn hóa thể thao và du lịch, sở du lịch, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các tỉnh thành Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang cùng các đồng chí thường trực quận ủy, ban thường vụ quận ủy Bình Thủy. Và đến tham dự chương trình còn có đại diện các doanh nghiệp, các cá nhân. Thank you.
đàng hoàng đó nhất nè. Đi cẩn thận em ơi, ở dưới chưa có dây đó em ơi. Có dây căng dù á em ơi. Em coi bên đó đi. Em còn ăn rồng shop với chị. Thank you.
quay 45 phút rồi đó anh ơi. Thuốc này cái gì?
Thank you.
ơi, đèn đi xích lên đây nè Đông ơi, mày đứng ở dưới không có thấy gì trơn á. Đi xích lên anh nè. Anh Trung còn pin không anh Trung? Hết pin.